Có ý kiến cho rằng cáo buộc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cũng như vụ ông Hồ Ngọc Thắng bị cơ quan tị nạn Đức cho nghỉ việc làm dấy lên sự nghi ngờ về bàn tay bí mật trong cộng đồng người Việt ở quốc gia phương Tây. Ông Thắng, một nhân viên của Văn phòng Di trú và Tị nạn Liên bang Đức, mới đây đã bị cho nghỉ việc sau khi lên tiếng trên Facebook về sự việc đã đẩy mối bang giao Việt-Đức xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Bà Edith Avram, phát ngôn viên của văn phòng trên cho VOA Việt ngữ biết rằng ông này làm việc tại cơ quan này từ năm 1991 và không đảm trách việc xét duyệt người tị nạn từ Việt Nam. Bà nói thêm rằng hiện không có mối liên hệ trực tiếp giữa nhân viên này và vụ cáo buộc bắt cóc, nhưng không cho biết rõ lý do vì sao lại chấm dứt công việc với ông Thắng. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Thắng để phỏng vấn ông về những thông tin trên. Sau vụ việc liên quan tới ông Thắng, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch tổ chức có tên gọi Liên hội Người Việt Tị nạn Cộng hòa Liên bang Đức cho VOA Việt ngữ biết rằng nỗi nghi ngờ có bàn tay bí mật lèo lái những người Việt làm trong các cơ quan di dân của Đức lại càng tăng thêm. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những cáo buộc về chuyện gọi là Việt Cộng nằm vùng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Chuyện tương tự cũng từng xảy ra ở Mỹ.